Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay là 1 tháng 9 nha mọi người. Mai là 2 tháng 9 thì mai sẽ bắt đầu lễ mừng lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Thì bên shop sẽ đóng cửa nghỉ một ngày. Thì sau ngày 3 tháng 9 thì shop sẽ làm sẽ mở cửa lại bình thường nha mọi người. Thì trong thời gian nghỉ lễ này có một cái mini game nho nhỏ. Phần quà thì cũng nhỏ thôi, không nhiều. Để tất cả anh em đã đăng ký kênh YouTube của Rạng trong thời gian qua. Đó, phần quà thì nho nhỏ thôi. Chủ yếu là vui là chính, nhưng mà phần thưởng quà là có thiệt nha mọi người. Là có thật. Đó thì phần thưởng kỳ này của chúng ta là một cái máy Realme Vitus size 5.000 nha mọi người. Cho những ai may mắn nhất. Đó, thì về cách chơi thì cũng giống như những lần trước thôi. Mọi người có thể xem ở phía dưới cái phần mô tả rằng có ghi rõ ra cách chơi. Hoặc là ở phía dưới bình luận của cái video này rằng cũng có ghi cái cách chơi đó. Mọi người có thể nghe nghe nói hoặc là mọi người có thể kéo xuống phía dưới xem cái cách chơi nha mọi người. Đó thì cách chơi chúng ta này. Đó, bước 1 thì bắt buộc là mọi người phải đăng ký kênh nha mọi người. Còn nếu mà ai đã đăng ký rồi thì khỏi. Còn chưa đăng ký thì mọi người bấm ở phía dưới này. Có cái chỗ đăng ký kênh thì mọi người nhớ bấm vào đó giúp Rạng. Thì những cái đăng ký của mọi người đó thì sẽ giúp Rạng thêm cái tinh thần để ra những cái mini game sau này nữa nha mọi người. Thì có dịp lễ dịp gì đó thì sẽ ra một cái phần mini game, hoặc là lâu lâu hứng hứng thì cũng làm cái mini game cho mọi người chơi, chủ yếu là vui thôi. Chủ yếu là mọi người đăng ký kênh để theo dõi. Và khi đăng ký kênh mọi người nhớ bấm vào cái chuông. Vì khi mà mọi người bấm vào cái chuông á thì khi mà Rạng mở cái mini game thì Rạng đăng ký, Rạng đăng cái video lên thì những ai mà đăng ký kênh và bấm vào cái chuông thì sẽ được thông báo ngay lập tức. Thì được thông báo thì mọi người vào chơi đầu tiên thì sẽ có những cơ hội ưu tiên hơn nha mọi người. Thí dụ như người vào bình luận trước đúng cái số đó và một người bình luận thứ hai cũng đúng cái số đó thì cái người bình luận đầu tiên, cái người bình luận trước á thì sẽ được cái phần quà, còn những người bình luận thứ hai thì sẽ phần quà sẽ thấp hơn. Đó thì bây giờ cách chơi là thứ nhất là người bấm vào đăng ký kênh giúp Rạng. Và bước thứ hai là bình luận ở phía dưới theo cú pháp thế này. X x x x x x XXX và số điện thoại. Đó là có ví dụ nè. Đó số, ví dụ 4 số này và tiếp theo là số điện thoại của mọi người. Đó còn phần phía sau mọi người có thể chat nói gì đó cũng được, tùy. Miễn đúng cú pháp này thôi. Đó về phần cơ cấu giải thưởng thì người bình luận đúng 3 chữ số trùng với giải 7 của kết quả số số miền Nam Đài Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 9. Đó ngày 5 tháng 9 nha mọi người. Cái mini game sẽ sổ vào ngày 5 tháng 9. Đó thì phần thưởng là một cái máy Realme Vitus 5.000. Trị giá là 600.000 nha mọi người. 600.000 cái máy này. Con máy Realme Vitus của chúng ta. Thì đó là một phần thưởng thứ nhất. Còn nếu có một người bình luận đúng luôn mà bình luận sao thì phần thưởng là một cái cuộn cước Ryoko cực kỳ hot nha mọi người. Remy Remy nè, nó Ryoko. Thì sai thì mọi người có thể tự, nếu có trúng thì mọi người có thể tự chọn. Đó và thêm một giải khuyến khích, nếu mà không có ai bình luận trúng hết thì sẽ lấy một cái kết quả gần đúng. Thí dụ như 613 là cái bữa này Đài Thành phố Hồ Chí Minh sổ 613. Thì mọi người bình luận 610 12 hoặc 614. Đó thì sẽ được một phần thưởng là một cái máy Daco AC 7000 trị giá 190.000. Đó. Thì cho cái giải khuyến khích cho bình luận gần đúng và với điều kiện là không có ai bình luận đúng, còn nếu mà có bình luận đúng thì sẽ được một phần thưởng này thôi nha mọi người, một cái máy 600.000. Đó về những cái quy định nè.
thì bình luận không được chỉnh sửa nè, mỗi tài khoản chỉ bình luận một lần và bình luận phải trước 16 giờ, nghĩa là 4 giờ chiều ngày 5 tháng 9, rồi sau đó thì sẽ không hợp lệ nha mọi người. Và tài khoản mà chưa đăng ký kênh thì bình luận trúng thì sẽ không hợp lệ luôn đó. Nội dung chơi cũng rất đơn giản chỉ vậy thôi nha mọi người đó, thì cách chơi của ta chỉ vậy thôi, cũng khá là đơn giản. Thì mọi người đăng ký kênh của Rạng thì chắc tham gia cũng nhiều rồi. Nói chung là những phần thưởng thì chỉ vài trăm ngàn thôi, nhưng mà chủ yếu là vui nha mọi người. Lâu lâu thì anh sẽ sổ một lần cho những anh em may mắn, thì chủ yếu là vui thôi. Là cái này thì hoàn toàn miễn phí nha mọi người, nó hoàn toàn miễn phí. Chỉ việc có một cái là chỉ cần bấm đăng ký kênh thôi, bấm đăng ký kênh cũng hoàn toàn miễn phí thôi, không có thu một cái phần phí nào của mọi người hết. Mọi người chỉ vào chơi, tham gia chơi và sẽ nhận được phần thưởng thôi. Đó là lâu lâu shop mình sẽ mở một cái game cho mọi người chơi chứ là vui. Con máy này cũng đang rất là hot nha mọi người. Máy nè, nồi kim loại nè, tay quay kim loại luôn đó. Còn qua con máy cực kỳ hot, giá rẻ có 190.000 thôi, câu xong chơi giải trí nè, rất là ok đó. Con này cho giải khuyến khích nè, còn giải chính của chúng ta là con máy Ryobi Virtus. Con này thì ok hơn. Con này câu sông, câu bè, thọt dụ đồ, cảo cá cũng ok người khỏe. Mắc ráp nó 7,5 kg, nhưng mà dòng cá thì tầm mười mấy 20 kg, thì con này dòng vẫn vẫn thoải mái, quay cũng rất là êm mượt. Đó, đó là phần thưởng cho mọi người đó. Hoặc là một phần thưởng khác nữa là cuộn cước nè, đang cầm là 0,60 nè, nó có size nhỏ hơn nha mọi người, chính hãng của Thái Lan Ryoko nè. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Thì chúc mọi người may mắn nhất. Thì mọi người nhớ chia sẻ cái video này nha mọi người, chia sẻ cho càng nhiều người chơi thì càng dễ trúng hơn. Nói thí dụ có anh em bạn bè gì đó giới thiệu vô đó bình luận cái thì có cơ hội cái máy chơi giải trí nó thì cũng vui đó. Rồi ok, thì chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 vui vẻ bên người thân và gia đình nha mọi người. Thì mai shop đang cũng đóng cửa thì cũng nghỉ một ngày để dẫn gia đình đi đây đó trong kỳ lễ, nên shop tạm thời đóng cửa một ngày. Nếu mọi người có ghé thì qua lễ ghé lại giúp Rạng, thì ngày 3 bên shop Rạng sẽ mở cửa lại. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video clip tiếp theo, những cái mini game sau. Ok, tạm biệt mọi người.